Thầy nói về cái ví dụ 19 trong các cái ví dụ về tối ưu hàm một biến ở chương 3 đó. Thì bài này nó cho cái hàm tổng chi phí và nó yêu cầu tìm mức sản lượng Q để chi phí bình quân nhỏ nhất. Thì trước tiên đó là mình sẽ tìm cái hàm chi phí bình quân ra. Chi phí bình quân. Chi phí bình quân thì mình sẽ ký hiệu nó là AC. Mở ngoặc Q để cái hàm này theo biến Q thì nó sẽ bằng là hàm TCQ chia cho Q. Thì đây là mình lấy nguyên cái cụm này, mình chia cho Q. Q mũ 3 nè trừ cho 210 Q bình phương cộng 12.000 Q nguyên cái cụm này, tất cả mình đem đi chia cho Q. Thì lúc này nó sẽ ra gì? Chỗ này Q mũ 3 mà mình chia cho Q ấy, thì nó ra Q bình phương. Còn chỗ này là 210 Q bình phương mà chia cho Q ấy, thì nó còn 210 Q thôi. Và còn lại là 12.000. Tiếp theo là mình sẽ tính đạo hàm của cái hàm AC này. Đạo hàm của nó theo biến Q. Thì chỗ này là đạo hàm ra là mình được 2Q. Chỗ này 210Q thì đạo hàm theo biến Q thì nó còn là 210. Và mình cho cái hàm AC này cho nó bằng 0. Thì có nghĩa là 2Q cộng 2Q trừ cho 210 trong hai cộng trừ cho 210 bằng 0. Thì mình giải ra mình sẽ tìm được cái Q bằng 210 chia 2 thì nó ra là 105 đúng không? Tiếp theo là mình tính cái đạo hàm cấp 2 AC 2,Q. Thì đạo hàm cấp 1 nó là 2Q trừ 210, mình đạo hàm thêm cái nữa thì mình được đạo hàm cấp 2. Tức là nó ra bằng số 2, cái này nó dương. Và nó gì dương như vậy thì suy ra là cái Q mà nó bằng 105 đó là điểm cực tiểu. Là điểm cực tiểu của cái hàm AC ACQ. Đấy. Vậy thì mình sẽ kết luận là vậy chi phí bình quân đạt cực tiểu nhỏ nhất đó, mình nghĩ có thể là nhỏ nhất. Khi Q nó bằng 105. Và trong trường hợp này thì và lúc này thì cái hàm AC min đó, tức là giá trị nhỏ nhất của hàm AC này đó, thì nó sẽ bằng AC và tại cái mức 105. Và mình có thế 105 vô cái hàm AC này. Chỗ vị trí này mình sẽ tính. Tức là thế vô đây thì cái chỗ này nó sẽ là Q bình phương, tức là 105 bình phương trừ cho 210 nhân cho 100 và cộng cho 12.000 nó ra thế vô đây này không cái này nhân cho 105 mới đúng, 105 Q bằng 105 thì nó ra 975. 975.